Ngày 22 tháng 6, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 32 người dương tính với chất ma túy ở quán bar trên địa bàn. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, hàng chục trinh sát Công an quận Tân Phú đã ập vào kiểm tra bất ngờ với quán Bar Club ở địa chỉ 68 đường Vương Lai, phường Tân Thành. Hiện trường, Công an thu giữ nhiều viên nén nghi là ma túy, quán có nhiều lỗi vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 32 dân chơi dương tính với chất ma túy. Công an quận Tân Phú cho biết, thời gian tới đơn vị đẩy mạnh triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, như quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn.